Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau soi hợp đồng thông minh của đồng UB. Đấy, thì ở đây thì Huy đã vào trang BSC Scan và chúng ta đã tìm ra cái đồng token UBIT token. Đó. Và ở đây là dạ, tổng max supply là 100 triệu và mới có 518 holder. Như vậy là hầu hết là mọi người đang giữ UBIT ở trên sàn UB với cái trạng thái là token và hold. Cho nên là chưa có trả về ví cũng như là chưa có xây dựng cái ví riêng. Đó, vì vậy là phần lớn các cái đồng UB thì hiện nay vẫn đang ở trong các cái ví của công ty. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là công ty đã phân bổ 57 triệu coin dành cho gì ạ? Dành cho stake. Đấy, 17 triệu coin dành để cho làm đối ứng trong các cái chương trình làm thanh khoản ấy. 5 triệu coin này dành cho đội team và đội dev. Rồi, đây là 10 cái tài khoản 2 triệu UB này. Đấy là gì ạ? Đấy là dành cho những cái nhà đầu tư thiên thần ban đầu khi mà công ty kêu gọi được 20 triệu đô đấy. Đấy, 20 triệu đô tương ứng với 2 triệu coin UB. Đó, được không ạ? Rồi, ngoài ra thì có một số cái địa chỉ của các cái sàn, địa chỉ sàn. Đó, thì mỗi một sàn nó có khoảng độ vài trăm ngàn UB. Đó, ok. Đó, ngoài ra thì những cái địa chỉ cá nhân khác. Đó, khi nào mà chúng ta rút tiền về thì chúng ta sẽ có cái tiền ở trong ví. Thì khi đó thì sẽ công ty sẽ chuyển ra. Đó, ok. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hợp đồng của cái phân bổ đồng UB thì đang khá là rõ ràng. Tuy nhiên thì phần lớn cái đồng token vẫn đang được phân phối ở trên sàn UB chứ chưa đưa vào trong chuỗi. Đó, cho nên là nó vẫn đang ở dạng là token, nó đang ở dạng là mã thông báo thôi. Ở trên sàn thì nó chỉ là mã thông báo thôi. Chứ nó chưa phải là token, nó chưa phải là coin. Ok không ạ? Đó. Và đây là cái hợp đồng. Cái hợp đồng thì đã được verify rồi. Cái verify này thì thực ra nó cũng không có gì ghê gớm cả. Nó chỉ là vượt qua một số cái bài kiểm tra cơ bản nhất thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi soi cái hợp đồng này nó kỹ hơn. Ở đây thì chúng ta đã có một cái số công cụ. Thì có một số công cụ để check. Đây là hợp đồng của UBITECH. Và sau khi check thì nó sẽ ra những kết quả. Thứ nhất, đây là check honeypot, tức là có phải là cái hũ mật ong, tức là cho vào, chỉ cho vào mà không cho ra được không. Thì nó đã được pass, tức là đã được thông qua. Đấy, đã được thông qua. Và ở đây thì người ta nói là dạng low risk, tức là dạng là cái mức độ nguy hiểm thấp hay là cái mức độ rủi ro là thấp. Đấy nhỉ? Không phải là honeypot, tức là không phải là cái hợp đồng mà chỉ có nạp tiền vào mà không có rút ra được. Đó, ở đây thì nó cũng có hiển thị ra một số những cái thông số cơ bản nhất. Ví dụ như là phí mua, phí bán, phí chuyển đều là 0% hết. Đó. Đấy, short code, các thứ, tất cả đều rất là ok. Đấy, nói chung là xanh. Rồi, ở bên này thì Huy check bằng cái token security detection. Tức là cái kiểm tra cái mức độ bảo mật của cái token này. Đấy thì cũng dán vào đây và check. Và đây là những cái dấu tích, những cái dấu tích xanh này thể hiện là dạ là ok, đã vượt qua. Đấy dạ. Đấy, no function found này, honor can change banner này, đấy. No hidden honor này. Đấy. Rất nhiều những cái phần check nó đã vượt qua. Đấy dạ. Blacklist các thứ này. Ok không ạ? Đấy. Rồi, risk item là 0. Đấy, attention item là 0. Tức là những cái dấu hiệu mà nguy hiểm, rủi ro thì không có, đáng chú ý cũng không có. Ok không ạ? Rồi, sang một trang check nữa, đấy là trang Quick Intel. Đấy, thì Huy cũng có sử dụng cái địa chỉ của UBITECH vào đây và dán vào đây thì cũng check ra và nó cũng được pass này. Ok không ạ? Rồi ở dưới này thì anh chị em thấy là những cái dấu tích xanh này,
là chứng tỏ là gì ạ? Là cái hợp đồng thông minh này đều rất là ok, hợp đồng thông minh của cái trang này là ok, được chưa ạ? Rồi ở bên trang này, trang này là trang Dextool. Dextool thì bản chất nó là một cái sàn giao dịch phi tập trung, và Ubit thì không không lên các cái sàn giao dịch phi tập trung mà lên thẳng sàn giao dịch tập trung luôn. Cái điều này là cái điều khá là khó với những cái đồng coin mới. Thường thì họ sẽ phải lên cái sàn phi tập trung trước vì nó dễ hơn, nhưng mà Ubit bản thân là một cái coin sàn đó, và được ủng hộ bởi rất nhiều các cái sàn khác nhau, cho nên ngay lập tức nó lên thẳng luôn sàn MEX. Sàn MEX là sàn thứ 11 ở trên xếp hạng của CoinMarketCap đó, và sau đó thì lên một loạt các cái sàn khác nữa. Rồi thì ở đây được cung cấp bởi OKX này. Đấy, cái gọi là cái này để giao dịch. Rồi ở đây thì bên dưới này nó có cái phần gọi là điểm, điểm của cái sàn này nó cho là 82 trên 99 điểm, như vậy là cũng khá là cao nhé. Đấy, con check verify này, tức là kiểm tra cái hợp đồng là ok này, không phải là cái honeypot này. Đấy, rồi buy tag, sell tag này. Đấy, tất cả đều rất là ok. Đây là cái check audit, tức là kiểm toán. Đấy, kiểm toán anh chị em nhé. Thì kiểm toán ở đây chúng ta thấy là kiểm toán trên Quick Intel đều xanh hết, trên Gold Plus đều xanh hết, trên Honeypot đều xanh hết. Đó, chúng ta thấy không ạ? Mở thêm thông tin nó hầu hết nó đều xanh hết. Như vậy là gì ạ? Về mặt smart contract thôi nhé, smart contract của thằng UB này là rất là minh bạch, rõ ràng và đúng như những gì họ cam kết, họ chia sẻ trong sách trắng. Và điều này thể hiện một thứ, đó là gì ạ? Họ đang làm việc rất là nghiêm túc. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng nó chưa chứng minh được rằng là nó an toàn hay không. Ít nhất là nó sẽ bớt đi cái rủi ro, ít nhất là họ đang làm đúng, được chưa ạ? Thế còn mức độ an toàn như nào, an toàn đến đâu thì nó là câu chuyện khác đó. Bởi vì hiện tại thì hầu hết là đồng UB là được sinh ra trên là mã thông báo ở trên trên sàn sàn Ubit thôi, còn chưa trả về các cái ví của cá nhân. Khi nào chúng ta rút về ví thì lúc đấy thì mới được gọi là trả về đó. Thì ok, như vậy là chúng ta sẽ, vừa mới check qua về cái smart contract của UB. Thì nó chỉ là một phần nhỏ để chúng ta đưa ra quyết định thôi. Chúng ta hãy tìm kiếm thêm các cái nguồn thông tin khác để chúng ta kiểm tra thông tin một cách cẩn thận, chắc chắn. Bởi vì mỗi khi chúng ta đầu tư vào một cái dự án hay là một cái sàn nào đó thì chúng ta nên có kiến thức, chúng ta nên hiểu biết về cái thông tin của cái sàn đấy để làm gì ạ? Để chúng ta cảm thấy an toàn hơn, để chúng ta cảm thấy yên tâm hơn khi mà chúng ta vào một cái khối lượng tiền lớn, thì chúng ta cũng cần phải có kiến thức. Đấy, nếu không thì có thể là tiền của chúng ta sẽ không cánh mà bay đấy, đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi vừa chia sẻ cho anh chị em chúng ta về cái check cái smart contract của UB. Hãy đăng ký kênh và comment điều gì đó nếu anh chị em thích. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.